Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Toyota Yaris có giá gần bằng Mazda 3. So sánh hai mẫu xe Toyota Vios và Yaris của Việt Nam với phiên bản ở các nước khác. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức thú vị khác, mời các bạn xem đến cuối video. Toyota Yaris có giá gần bằng Mazda 3. Với giá 650 triệu đồng, Toyota Yaris đã có giá gần bằng Mazda 3. Mazda 3 chỉ hơn có 9 triệu đồng, mà xe Mazda 3 thì lại thuộc phân khúc cao hơn. Sau khi Toyota công bố giá bán mới của Yaris tại Việt Nam, không ít người đã đặt so sánh mẫu xe này với nhiều xe hạng C khác như Kia Cerato 2.0 giá thấp hơn Yaris tới 15 triệu đồng, Hyundai Elantra 2.0 và Mazda 3 1.5 nhỉnh hơn chỉ có 9 triệu đồng. Trong đó, Mazda 3 là mẫu xe được bán nhiều nhất trong phân khúc và đứng thứ tư trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tại Việt Nam nửa đầu năm 2018. Doanh số phiên bản 1.5 chiếm áp đảo. Thay vì mua Toyota Yaris, hãy bỏ thêm 9 triệu đồng thôi là có thể mua được Mazda 3, một đẳng cấp hoàn toàn khác. Vậy hai mẫu xe này có gì để cạnh tranh lẫn nhau trong cùng tầm tiền? Mời các bạn cùng xem video. Về kiểu dáng và kích thước, Mazda 3 lớn hơn phân khúc nên kích thước cũng bề thế hơn hẳn. Các chiều dài rộng cao lần lượt là 4580, 1795. Thông số của Yaris chỉ là 4145 và 1730. Kích thước lớn và mũi xe dài, tầm nhìn lại thấp khiến Mazda 3 khó xoay sở trong phố hơn so với Yaris. Mặc dù nhỏ hơn về số đo, nhưng Toyota thiết kế khoang lái cabin của Yaris lại khiến người ngồi bên trong có cảm giác rộng rãi hơn Mazda 3, đặc biệt là khoảng trần xe và khu vực để chân ở hàng ghế sau. Kiểu dáng sedan của Mazda 3 lại được khách hàng Việt chuộng hơn so với dáng hatchback của Yaris. Mặc dù vậy, xét về độ trẻ trung, Yaris thì lại có nét cá tính và điệu đà hơn cho phái nữ. Xe còn có bộ vành phay thời trang, trong khi mâm xe Mazda 3 lại có phần đơn giản hơn. Nói về tiện nghi, bước vào khoang lái cabin là đủ nhận ra độ tiện nghi giữa Mazda 3 và Yaris chênh lệch nhau như thế nào. Vô lăng của Mazda 3 tích hợp rất nhiều phím chức năng, từ thoại rảnh tay cho đến ga tự động Cruise Control. Các phím đó có độ phản hồi tốt hơn trên Yaris. Cả hai đều có màn hình 7 inch trung tâm, nhưng trên Mazda 3 lại sắc nét, độ phân giải cao hơn, nhiều tính năng hơn nhờ hệ thống Mazda Connect. Các chức năng có thể điều khiển bằng núm xoay ở cần số, đặt cạnh còn có phanh đỗ điện tử. Dù là xe lắp ráp trong nước, nhưng Mazda 3 có vật liệu làm nội thất đem đến cảm giác cao cấp hơn so với Toyota Yaris. Các chi tiết nhựa mềm chứ không cứng như là Toyota Yaris. Trang bị an toàn nâng cấp mới trên Yaris đã ngang ngửa với Mazda 3, thậm chí hơn cả ba túi khí và cảm biến lùi. Mẫu xe của Mazda thiếu cảm biến nhưng lại có camera. Khả năng cách âm của hai mẫu xe này có thể nói gần tương đồng như nhau. Về cảm giác lái, độ chính xác và nhẹ nhàng của vô lăng Mazda 3 được xếp hàng top phân khúc, và so với những mẫu xe cùng tầm tiền, vô lăng Yaris có phần cứng nhắc hơn và thiếu cảm giác thật tay hơn. Động cơ của Yaris và Mazda 3 đều là dung tích 1.5, công suất lần lượt là 107 và 110 mã lực. Mặc dù trên lý thuyết thông số Mazda 3 tốt hơn, nhưng trên thực tế thì có độ trễ ga nhiều hơn nên cảm giác lái yếu hơn. Chân ga Yaris nhạy bén hơn. Để khắc phục điểm này, Mazda 3 lại có thêm chế độ thể thao và lấy chuyển số sau vô lăng mà Yaris thì lại không có. Tính về độ bền, Yaris là mẫu xe vừa mới ra mắt cho nên chưa thể khẳng định được độ bền của các linh kiện. Tuy nhiên, phiên bản cũ từ năm 2014 cho đến năm 2017 được đánh giá là bền bỉ, không xuất hiện lỗi vặt trong quá trình sử dụng. Bản 2018 chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, cho nên không có sự đột phá nào trong quá trình lắp ráp. Trong khi đó, Mazda 3 lại xuất hiện lỗi khiến đa số người dùng sử dụng phàn nàn, đó là hệ thống motor gập gương tự động sau một thời gian sẽ bị kẹt. Chi tiết này gây nhiều phiền toái trong quá trình sử dụng. Bù lại, Mazda sẵn sàng nhận bảo hành và thay thế miễn phí, thời gian bảo hành cho xe lên tới 5 năm. Còn một phát sinh khác đối với Mazda 3 là ắc quy. Vòng đời sử dụng của ắc quy rất ngắn. Có xe đi chưa tới 10.000 km đã phải thay ắc quy. Lý do được một kỹ thuật viên Mazda đưa ra là bởi việc vận hành trong điều kiện đường xá tắc nghẽn khiến i-stop hoạt động liên tục sẽ gây hư hao bình hơn là so với chế độ bình thường. Đây không phải là lỗi mà là do chế độ sử dụng. Vậy kết luận, nhìn chung Mazda 3 và Toyota Yaris có những ưu nhược điểm riêng để hướng tới tập khách hàng nhất định. Nói về độ hưởng thụ với nhiều tiện nghi, Mazda 3 lẽ dĩ nhiên vẫn vượt trội hơn mẫu xe hatchback hạng B của Toyota. Dù sao thì cũng vẫn là Mazda. Một chiếc xe hạng B nhỏ bé mà có cùng tầm tiền với lại một chiếc xe hạng C đã là điều vô lý, mà lại đem một chiếc xe nhỏ như Toyota Yaris so sánh với một chiếc Mazda 3 bề thế, chúng ta thấy đó là một sự chênh lệch rất lớn.
cả về giá cả cũng như về đẳng cấp. So sánh hai mẫu xe Toyota Vios và Yaris của Việt Nam với phiên bản ở các nước khác. Trong tháng 8 này, phiên bản mới của Toyota Vios và Yaris vừa được ra mắt khách hàng, nâng cấp khá nhiều trang bị và vượt trội hơn so với các mẫu xe bán tại các quốc gia láng giềng. Không ít những mẫu xe được phân phối tại thị trường Việt Nam bị phàn nàn là cắt bớt trang bị so với các phiên bản ở các quốc gia khác trong khu vực. Ví dụ như Honda CR-V hay Toyota Camry không còn những tính năng an toàn chủ động như ở Thái Lan. Với bộ đôi Toyota Vios và Yaris vừa ra mắt lại khác so với một số quốc gia trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, mẫu xe tại Việt Nam có một vài điểm vượt trội hơn. Dưới đây là một số điểm hơn thua của hai mẫu xe này, chỉ xét riêng bản G là phiên bản cao cấp nhất. Toyota Vios, phiên bản Vios tại Lào, Campuchia và Singapore tương tự như xe ở Việt Nam, còn mẫu xe cho thị trường Thái Lan lại có thiết kế giống xe tại Trung Quốc. Tại Thái Lan, chỉ có mẫu Yaris Atip, phiên bản sedan của Yaris, có nét tương đồng. Do đó, sẽ chỉ so sánh xe Vios của Việt Nam với 3 quốc gia nói trên. Ngoại thất xe tại tất cả các quốc gia nói trên đều giống nhau, tuy nhiên tiện nghi nội thất lại có chút khác biệt. Duy nhất thị trường Việt Nam có ghế ngồi bọc da, còn lại của các quốc gia khác đều là ghế nỉ. Động cơ Vios cho Lào và Campuchia là loại dung tích 1,3 lít mã 1N RFE cho công suất có 99 mã lực và mô men xoắn 123 Nm. Tại Việt Nam và Singapore, mẫu xe này được trang bị loại 1,5 lít mã 2N RFE công suất 107 mã lực và mô men xoắn 140 Nm, hộp số tự động vô cấp giống nhau. Công nghệ an toàn được Toyota tiêu chuẩn hóa cho mọi thị trường, chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến lùi và bẩy túi khí mặc định trên xe Vios. Tại Singapore, mẫu xe này còn có thêm trang bị camera lùi, nhưng thiết bị này hoàn toàn có thể nâng cấp với chi phí chưa tới 1 triệu đồng. Giá xe Toyota Vios bản G tại Singapore là 93.988 đô la Sing, tương đương 1,6 tỷ đồng. Tại Lào là 21.600 đô la Mỹ, tương đương 502 triệu đồng. Campuchia là 16.750 đô la, tương đương có 390 triệu đồng. Còn tại Việt Nam là 606 triệu đồng. Nói về Toyota Yaris, Yaris có kiểu dáng hatchback được bán tại Lào và Thái Lan. Mặc dù mẫu xe tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan, nhưng so với nước bạn thì lại cao cấp hơn. Sự khác biệt đầu tiên có thể nhận thấy từ bên ngoài là bộ vành Yaris tại Lào và Thái Lan dùng chung vành 15 in giống Vios, trong khi phiên bản tương tự tại Việt Nam lại sử dụng bộ mâm 16 in phay với hai tông màu thời trang. Cũng chỉ có xe tại thị trường Việt Nam mới có ghế da, còn lại đều là ghế nỉ. Âm thanh trong xe tại Thái Lan là 4 loa, còn ở Việt Nam, Lào là 6 loa. Điều hòa tự động chỉ có tại Thái Lan và Việt Nam, còn tại Lào là chỉnh tay. Vô lăng tại Thái Lan trông hiện đại hơn nhờ có hai cụm nút bấm ở hai bên, còn ở Việt Nam thì ngược lại, cụm nút bấm chỉ có một bên. Động cơ xe tại Lào là dung tích 1,3 lít, mã 1N RFE cho công suất 99 mã lực và mô men xoắn 123 Nm. Tại Thái Lan, xe được trang bị động cơ dung tích có 1,2 lít, mã 3N RFE cho công suất 86 mã lực và mô men xoắn 108 Nm. Hộp số tự động vô cấp. Phiên bản cho thị trường Việt Nam có động cơ 1,5 lít là mạnh nhất, mã 2N RFE, công suất 107 mã lực và mô men xoắn 140 Nm. Cũng như Vios, những trang bị an toàn được tiêu chuẩn hóa cho mọi thị trường. Tuy nhiên, xe tại Thái Lan chỉ có phanh đĩa hai bánh trước, còn tại Việt Nam là phanh đĩa cho cả 4 bánh. Giá xe Toyota Yaris bản G tại Thái Lan là 619.000 baht, tương đương 433 triệu đồng. Tại Lào là 22.500 đô la, tương đương 523 triệu đồng. Còn tại Việt Nam là 650 triệu đồng. Việc thêm hay bớt trang bị đều liên quan tới bài toán giá thành của sản phẩm. Các hãng xe và doanh nghiệp phân phối chính hãng trong nước sẽ phải tính toán làm sao để phù hợp nhất. Với Vios sau khi nâng cấp, giá xe đã tăng tới 41 triệu đồng. Giá Yaris cũng đã tăng tới 8 triệu đồng, mặc dù đã được ưu đãi thuế nhập khẩu từ 30% xuống 0%. Các bạn đang xem video trên kênh Đa Dòng Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.